Thực hành chương trình nghi lễ, chúng con xin thông qua chương trình làm việc như sau: một, niệm Phật cầu gia bì; hai, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; ba, diễn văn khai mạc; bốn, công bố và trao quyết định bổ nhiệm; năm, tặng hoa chúc mừng; sáu, lời phát biểu phát nguyện hộ trì của nhân dân Phật tử; bảy, lời phát biểu chúc mừng của đại diện quý cấp chính quyền; tám, lời dặn dò của thầy nghiệp sư; 9, lời đạo từ của chư tôn đức chứng minh; và cuối cùng là lời cảm tạ phát nguyện của sư cô tân trụ trì và hồi hướng bế mạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thưa toàn thể đạo tràng, giờ đây để cầu nguyện chương trình lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Khánh sáng ngày hôm nay được thành công viên mãn, chúng con cùng thỉnh chư tôn đức, chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia bì. Chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài, quý liệt vị. Ô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư đồng an toàn. Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại chư vị tổ sư tác đại chứng minh. 6 năm tìm đạo trốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Chim hót trên vai sương phủ áo, hươu kề dưới gối tuyết đâm hoa. Thử hỏi ai tìm chân lý ấy bên bờ sông giác Đức Thích Ca. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư quý vị đại biểu, đại diện quý cấp chính quyền, thưa toàn thể nhân dân Phật tử xa gần. Cách đây 25 thế kỷ, dưới cội Bồ Đề, với mục đích khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chí kiến, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã chứng thành đạo quả. Ngài đem tinh thần từ bi vào lòng nhân thế, đem ánh sáng chân lý phổ chiếu khắp pháp giới chúng sinh để xây dựng cuộc sống an vui, hòa bình, hạnh phúc. Mặc dù ngày nay Đức Thế Tôn không còn hiện hữu, nhưng Ngài đã để lại kho tàng giáo điển, dạy tăng đoàn, lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp làm phương hướng cho lộ trình tiến về giải thoát giác ngộ. Việc truyền thừa giáo lý của Đức Từ Phụ đã được biết bao thế hệ tăng ni phát huy trên toàn thế giới. Và tại Việt Nam, bao thế hệ tổ sư đều mang một hoài bão hướng dẫn chúng sinh tìm về giáo lý cao thượng của chính pháp. Một trong những phương tiện truyền bá đạo vàng, điều mà chư tôn đức giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn trăn trở, đó là việc trùng tu xây dựng các cơ sở tự viện và bổ nhiệm trụ trì cho tăng ni để hoàn thành sứ mệnh tác như lai sứ, hành như lai sự. Chiều theo hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sự đồng thuận của quý cấp chính quyền, sự thỉnh cầu của nhân dân Phật tử địa phương, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã ra quyết định bổ nhiệm Tỳ Khiêu Ni Thích Nữ Tuệ Trí về đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Phúc Khánh, thôn Trúc Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Và hôm nay chúng con được cung minh chư tôn đức, được đón chào chư quý vị đại biểu quang lâm, thân lâm, chứng minh tham dự nghi lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì. Thời giờ này quang lâm chứng minh tham dự, chúng con được cung đón và giới thiệu về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban nghi lễ trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương quang lâm về dự.
Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Cường, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ quang lâm về dự. Chúng con được cung đón Đại đức Thích Tâm Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ quang lâm về dự. Chúng con được cung đón Đại đức Thích Thanh Lương, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ quang lâm về dự. Chúng con được cung đón Đại đức Thích Từ Sơn, Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ quang lâm về dự. Chúng con được cung đón Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa. Chúng con được cung đón Sư thầy Thích Như Thảo, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban trị sự Trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ quang lâm về dự. Chúng con được cung đón và giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức chủ trì các cơ sở tổ đình từ viện trong và ngoài tỉnh hoan hỷ quang lâm về dự. Về phía đại biểu khách mời của huyện, ban tổ chức chúng tôi được trân trọng đón tiếp ông Đào Văn Soái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ thân lâm về dự. Xin trân trọng giới thiệu có các ông bà đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể huyện Tứ Kỳ thân lâm về dự. Về phía đại biểu khách mời của xã địa phương, chúng tôi được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Mạnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Minh Đức thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Điệp, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Minh Đức thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thử Lăng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Đức thân lâm về dự. Trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã địa phương thân lâm về dự. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự tham dự của các ông bà đại diện cấp ủy chính quyền thôn địa phương sở tại cùng các thôn trong địa bàn toàn xã trở về tham dự. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự tham dự của đông đảo nhân dân Phật tử xa gần trở về tham dự. Chúc mừng sư cô tân trụ trì, xin một tràng hoan hỷ thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng. Và giờ đây nhân vật quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay, sư cô Thích Nữ Tuệ Trí tân trụ trì ra mắt trước toàn thể quý vị, xin một tràng hoan hỷ để chúc mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đệ tử, thưa toàn thể đạo tràng, giờ này mở đầu chương trình là diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Trần Vinh, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách, kính thưa toàn thể nhân dân cùng nhân dân thôn Trúc Văn nói riêng nô nức thi đua thực hiện các phong trào yêu nước, các cuộc vận động lập nhiều thành tích hướng tới về lỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 kỷ niệm 137 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hòa chung với khí thế ấy, cán bộ, nhân dân và đồng bào Phật tử thôn Trúc Văn nhiệt liệt chào đón các đại diện trị sự Hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ, ban trị sự Hội Phật giáo huyện Tứ Kỳ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Minh Đức, các ban ngành đoàn thể, đại diện trị sự các chùa trong xã và ngoài xã, cán bộ nhân dân thôn Trúc Văn, đồng bào Phật tử cùng con em quê hương đang công tác trên khắp mọi miền tổ quốc tề tựu về đây chứng minh lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Khánh, thôn Trúc Văn, xã Minh Đức. Thay mặt cho ban tổ chức, cán bộ và nhân dân thôn Trúc Văn,
xin được nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu khách quý và nhân dân đồng bào Phật tử lời chúc mừng sức khỏe, lời chào trân trọng. Chúc buổi lễ trụ trì chùa Phú Khánh, thôn Trung Văn được thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và đồng bào Phật tử. Đi suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi của nền văn minh non nước. Nơi đây còn lưu giữ được tinh hoa, tinh túy của văn hóa Việt Nam, đồng thời là chính là nơi giáo hội lần đầu tiên du nhập vào Việt Nam. Dân tộc Việt Nam xem Phật giáo vừa thiêng liêng vừa vần gũi. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa Phú Khánh đã chịu nhiều sự ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, đã không còn giữ được và đã phải di rời địa điểm để bảo đảm cho cuộc kháng chiến hòa bình đập lại, đời sống nhân dân từng bước ổn định. Việc tôn tạo lại các ngôi chùa được dần đi vào đời sống của nhân dân và đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc. Năm 1997, với sự cố gắng của cán bộ, nhân dân, đồng bào Phật tử đã góp công, góp sức dựng lại ngôi chùa. Từ đó đến nay, ngôi chùa được các Phật tử trong thôn, con em quê hương đi lại lễ Phật ngày 2 tháng 10 năm 2018. Căn cứ vào quyết định số 3609 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, chùa Phú Khánh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 228m² để sử dụng đất tôn giáo. Năm 2018, sư cô Thích Nữ Tuệ Trí, thế danh là Trần Thị Hồng Vi, sinh năm 1984, nguyên quán xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xuất gia tu hành đã về thăm chùa và đi lại trông nom, được các cấp chính quyền tạo điều kiện, xét thấy nơi đây hợp cảnh hợp duyên, tự nguyện làm hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền, ban lãnh đạo xã Minh Đức, lãnh đạo thôn Trúc Văn xin được thường trú và sinh hoạt tôn giáo tại chùa để giúp các tín đồ Phật tử có điều kiện môi trường tốt nhất để học hỏi giáo Phật, trao đổi kinh nghiệm và truyền bá Phật pháp, từ đó làm lợi ích cho đời, cho chúng sinh, lợi ích xã hội, vận động nhân dân sống tốt đạo đẹp đời, góp phần vào cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời gian ở tại chùa, sư cô Thích Nữ Tuệ Trí luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, cùng với nhân dân địa phương vận động quyên góp tôn tạo cảnh chùa được cán bộ và nhân dân tin yêu và quý mến. Đến nay đã được Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Hải Dương ban hành quyết định chính thức trụ trì chùa Phú Khánh. Hôm nay cán bộ, nhân dân thôn Trúc Văn, tín đồ Phật tử chùa Phú Khánh long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì đối với sư cô Thích Nữ Tuệ Trí. Đây là niềm vui sự đối với sư cô Thích Nữ Tuệ Trí cũng như toàn thể tín đồ Phật tử trong thôn. Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các Phật tử cùng con em quê hương đang công tác trên khắp mọi miền tổ quốc, chùa Phú Khánh được xây dựng đến nay đã trải qua gần 30 năm. Do thời gian một số hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn cho nhà chùa cũng như các tín đồ Phật tử lễ Phật. Với tâm nguyện của sư cô Thích Nữ Tuệ Trí cùng với các tín đồ Phật tử cũng như nhân dân địa phương, mong muốn trong thời gian tới được trùng tu xây dựng lại ngôi chùa cho khang trang tố hảo trên miền đất cũ hiện tại. Tuy nhiên do điều kiện khuôn viên của chùa có hạn nên việc thiết kế ngôi chùa dự kiến sẽ theo kiến trúc chùa tầng, nguồn kinh phí sẽ phát tâm. Vì vậy nhà chùa sẽ phát tâm tới toàn thể nhân dân cùng con em đang công tác trong và ngoài nước chung tay góp sức hướng về quê hương xây dựng, thực hiện xây dựng lại ngôi chùa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của con em quê hương mỗi khi đi xa về gần dâng hương bái Phật, cầu cho mưa thuận gió hòa, dân làng bình an và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân và đồng bào Phật tử, trong niềm vui chung, niềm hân hoan phấn khởi tại buổi lễ công bố quyết định này, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đã làm nên thành công của buổi lễ hôm nay.
chúc cho buổi lễ chủ trì chùa Phúc Khánh thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Trước chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn diễn văn khai mạc của ông Đặng Trần Vinh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trúc Văn, trưởng ban tổ chức. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại vị, thưa toàn thể đạo tràng về tham dự chương trình lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu ông Nguyễn Văn Luận, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, Thân Lâm về dự. Xin được trân trọng cảm ơn ông.